Ngày 1 tháng 10, Ủy ban Nhân dân huyện tổ chức hội nghị lấy ý kiến thống nhất nội dung xin ý kiến Sở Xây dựng điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của các xã chưa đạt tiêu chí quy hoạch trong xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân huyện chủ trì hội nghị. Trong lần điều chỉnh quy hoạch này, có 10 xã thực hiện điều chỉnh quy hoạch gồm Bình Yên, Điểm Mặc, Bình Thành, Trung Hội, Tân Dương, Lam Vĩ, Tân Thịnh, Định Biên, Quy Kỳ và Kim Phượng. Nguồn kinh phí thực hiện lấy từ nguồn sự nghiệp chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tại buổi làm việc, đơn vị tư vấn đồ án điều chỉnh quy hoạch đã trình bày thuyết minh dự thảo đồ án quy hoạch của các xã để xin ý kiến đóng góp của các ngành chuyên môn và các xã để điều chỉnh lần này. Trong đó, đồ án sẽ hướng dẫn cơ bản về phát triển dân cư, các công trình hạ tầng kỹ thuật, đầu mối, hạ tầng xã hội, sản xuất nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, tổ chức không gian, quy mô các công trình công cộng, dịch vụ, nhà ở và công trình hạ tầng kỹ thuật. Sau khi hoàn tất việc lấy ý kiến đóng góp vào đồ án điều chỉnh quy hoạch của 10 xã trên, Ủy ban Nhân dân huyện sẽ có văn bản xin ý kiến của Sở Xây dựng về đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới của 10 xã này.